Mới đây, một đoạn video tai nạn do một nữ tài xế lái ô tô vượt đèn đỏ gây ra đang thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Theo đó, một ô tô màu trắng hiệu Jawa do một nữ tài xế cầm lái bất chấp nguy hiểm nhấn ga cho xe vượt qua giao lộ dù đang là đèn đỏ. Đúng lúc này, xuất hiện một ô tô khác hiệu Mercedes đang đi qua. Hậu quả, hai chiếc xe sang tông vào nhau dẫn đến hư hỏng nặng. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Người phụ nữ trên chiếc xe Mercedes chỉ bị thương ở chân, được đưa đi bệnh viện. Đoạn video ghi lại toàn bộ vụ tai nạn, sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ với cách lái xe liều lĩnh, bất chấp luật lệ của nữ tài xế.